Xin chào các anh chị và các bạn. Sau đây thầy Long sẽ làm một cái video hướng dẫn về tạo tài khoản Gmail ha. Đó. Rồi bây giờ trước khi chúng ta tạo cái tài khoản Gmail á thì thầy lưu ý các bạn như sau ha. Chúng ta có sự chuẩn bị trước ha. Thì khi mình tạo một cái tài khoản Gmail thì nó có hai cái, đó là cái địa chỉ mail chúng ta muốn tạo và cái mật khẩu ha. Đó. Thì bây giờ là chuẩn bị nè ha. Chúng ta sẽ làm quen với lại cái cách tạo cái cách chọn tên địa chỉ email sao cho nó phù hợp nha các bạn ha. Đó, chúng ta phải biết cái điều này trước. Địa chỉ email cho nó phù hợp nè. Ví dụ như là có một bạn học sinh hay là sinh viên có tên là Phan Quốc Việt, đúng không? Thì lúc đó bạn này sẽ có thể chọn những cái tên như sau. Ví dụ như là họ tên của bạn nè, Phan Quốc Việt @gmail.com. Được như thế này thì quá tuyệt vời đi ha. Các bạn nhớ là hãy nghĩ một cái tên cho nó phù hợp, nó hay ho để mình tạo một lần mình sử dụng lâu dài, đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn đang là học sinh, tạo mai mốt lớn lên sinh viên cũng xài được, đi làm xài được luôn, đúng không? Đó. Rồi sinh viên cũng vậy, mình tạo mình xài lâu dài luôn ha. Những cái gì mà phục vụ cho học tập làm việc thì các bạn tạo cho nó nghiêm túc. Còn những cái gì các bạn tạo để các bạn vui chơi thì các bạn có thể đặt một cái tên gì đó cũng được ha. Còn nếu mà học tập với làm việc thì mình cần nghĩ một cái tên cho nó nghiêm túc ha, cho nó hay, nó phù hợp. Đây. Trường hợp thứ hai á, nếu như mà các bạn đặt Phan Quốc Việt á, thì cái xác suất trùng tên á, là rất là nhiều ha. Cái tài khoản nè, cái tài khoản, cái địa chỉ Gmail này là không được trùng nhau trên toàn thế giới luôn đó ha. Tại vì Gmail là của Google, của toàn thế giới mà. Đó, rất rất là nhiều người, hàng triệu người sử dụng miễn phí, cho nên nó trùng là chuyện hiển nhiên ha. Có thể hàng triệu, hàng tỷ người xài luôn, đúng không? Đấy. Rồi như vậy nếu mà được mình là người tạo sớm, có thể mình chiếm được cái tên này, chứ mình tạo sao là nhiều người trước, cái người trùng tên mình ta tạo trước rồi nhé. Thì lúc đó các bạn nghĩ thêm là gì? Phan Quốc Việt thêm cái năm sinh của bạn đi. Đó, ví dụ bạn này là sinh năm 2002 thì đánh là Phan Quyệt 2002 @gmail.com chẳng hạn vậy ha. Rồi, nếu nó không được nữa, đúng không? Thì bạn sẽ đặt thêm một cái kiểu nữa ha. Đây. Các bạn đặt như vậy. Phan Quốc Việt 2021 có nghĩa là 2011 chứ. Có nghĩa là giả sử như các bạn này sinh ngày 20 tháng 11 đi ha. Thì các bạn lấy cái ngày sinh và cái tháng sinh của mình thêm vào nhá. Rồi, nếu không được nữa thì các bạn lấy cái gì ạ? Các bạn lấy cái năm hiện tại đó, ví dụ như là bây giờ trong thời điểm mình phải làm là năm 2021 đó, các bạn thêm vô. Rồi, hoặc là các bạn có thể là thêm cái địa danh Hồ Chí Minh, nơi mình sinh sống ha, nơi mình đang làm việc gì đó vân vân nhé. Hoặc các bạn đặt theo kiểu như là tiếng Anh, đọc ngược lại là Việt Quốc Phan, đúng không? Hoặc là các bạn là Phan Quốc Việt chấm Hồ Chí Minh ha, đó, @gmail.com nhé. Các bạn lưu ý là cái địa chỉ email là không được khoảng trắng, không được có dấu tiếng Việt nha. Đó, và có cái @ này, một cái @ thôi. Rồi, dấu chấm là được quyền sử dụng nha. Đó, cho nên là chúng ta nghĩ ra một cái tên cho nó hay nha. Đây, đây là một số ví dụ của thầy đó. Thì các bạn sẽ thay thế bằng tên của bạn và nghĩ sao cho nó hay nha. Đó. Tiếp theo là về mật khẩu á, thì chúng ta nên đặt ít nhất là 8 ký tự. Mật khẩu thì có chữ hoa, chữ thường, có số và ký tự đặc biệt. Thì mật khẩu như vậy gọi là mật khẩu mạnh ha. Nên có quy luật để cho mình dễ nhớ đối với chính mình nha. Đó, thì ví dụ cái bạn này tên là Phan Quốc Việt thì đặt mật khẩu này là Việt @gmail.com. Đó. Như vậy mình nhìn vô quy luật mật khẩu nè. Việt là 4 ký tự, đây 1 ký tự nữa là 5, đây 4 nữa là 9 ký tự là thỏa mãn ít nhất 8 ký tự nè ha, từ 8 từ trở lên đó mà. Có chữ hoa, có chữ thường, có ký tự đặc biệt, có số, như vậy cái mật khẩu được xem là mật khẩu mạnh ha. Đó, các bạn nhớ nhé. Rồi, như vậy là chuẩn bị xong rồi đúng không? Rồi lát nữa mình tạo thành công á ha, sau khi tạo thành công các bạn nhớ hãy ghi lại vô tập của mình liền. Đặc biệt là các bạn học sinh nha. Tạo xong lát nữa quên mất, đúng không? Nhiều bạn tạo xong quên mất rồi thì cũng như không, mất công tạo lại tốn thời gian nha. Cho nên là mình tạo xong rồi mình ghi vô sổ tay mình ha. Địa chỉ mail mình có thể cho người khác biết, nhưng mà mật khẩu là mình phải bảo mật, không cho ai biết nha. Password mình phải bảo mật nha. Đó, nó là cái chìa khóa để vào hòm thư của mình. Rồi, tới đây các bạn hiểu cái sự chuẩn bị này chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn tạo luôn nha. Rồi, để tạo thì các bạn mở trình duyệt web lên, ví dụ Google Chrome nha. Đây thầy mở sẵn rồi. Các bạn truy cập vào cái trang web là google.com.vn ha, đó như thế này đây nha, các bạn gõ vào. Sau đó các bạn quan sát góc bên tay phải, các bạn thấy chữ Gmail, các bạn hãy nhấn vào Gmail, được chưa? Rồi, đến đây á, các bạn làm cái gì cứ từ từ quan sát cái giao diện nha, để cho mình nhớ nha. Đó. Rồi, nếu như á mà chúng ta là có tài khoản rồi thì mình sẽ nhấn cái mục là đăng nhập, đúng không? Đó, đăng nhập có nghĩa là nếu mình có tài khoản mail rồi thì mình đăng nhập giùm xài thôi. Còn nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn nhấn chữ gì đây? Tạo tài khoản nha. Đó, cứ bình tĩnh mà quan sát cái giao diện của nó nha.
Rồi như vậy ở đây thầy muốn tạo tài khoản cho nên thầy nhấn tạo tài khoản ha. Rồi nó ra cái form mình điền thôi. Họ đó, ví dụ như là cái thầy tạo cho các bạn này là Phan Quốc Việt. Rồi, tên đúng không? Rồi họ thì cho là Phan Phước Phan Quốc đi. Rồi, tên bạn tên Việt. Đó, ví dụ vậy nha. Rồi cái tên người dùng đây chính là cái địa chỉ Gmail đó ha. Thì bây giờ Google nó tự động nó đề xuất mình là lấy cái tên là Việt Phan Quốc 163. Có nghĩa nó gợi ý cho mình nếu mình dùng cái tên này là không có trùng với những cái bạn khác á, ha. Đó. Nếu mình thấy cái này cũng được thì mình để mình xài đúng không? Đấy, còn không mình đặt lại. À, tôi muốn đặt lại theo quy luật của tôi. Đấy, mình đặt lại nha. Rồi giả sử bạn này là Phan Quốc Việt. Nếu đặt vậy là chắc chắn nó trùng rồi ha, nên nó báo là ha. Trùng là tên người này đã sử dụng rồi, tới có người khác đặt rồi ha. Rồi thế thì bạn này phải làm gì đây? Bạn này nghỉ thêm một cái sinh nhật nữa đi. Đó, giả sử như bạn sinh nhật 2011 coi trùng không? Trùng luôn, đúng không? Rồi thế thì bạn là phải nghĩ một cái khác nữa. Các bạn sẽ nghĩ là năm sinh đi. Đó, coi được không? Thử nha, phải thử rồi cũng không được luôn, cũng trùng các bạn thấy không? Tại tên Phan Quốc Việt nó hay quá mà nhiều người xài ha. Rồi tôi lại nghĩ một cái khác. Đó, có được không? Cũng không được luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Không phải dễ đúng không? Đấy. Rồi như vậy chúng ta lại tiếp tục nghĩ ha. 2021 đúng không? Rồi thôi thì tôi lấy luôn là giả sử bạn này sinh ngày 20 tháng 11 năm 2002. Đó, lấy luôn ba yếu tố luôn ha. À, nó dễ nhớ đối với mình nha các bạn, nó có quy luật đối với mình thì sau này mình sử dụng mình sẽ dễ nhớ nha. Đó. Rồi nếu các bạn đồng ý thì các bạn lấy cái này nhé. Nha, ok chưa? Rồi. Còn đây là thầy ví dụ cái tên này còn của các bạn cứ đặt nha. Đó, được là các bạn chọn thôi. Ok không các bạn? Đó. Hoặc là thầy thử này, thầy thấy cái tên này dài quá thì muốn ngắn thôi. 2021 thì coi nó chịu không? Là cái năm hiện tại đấy. Rồi không được, nó trùng rồi ha. Hay là thầy thử là chấm Hồ Chí Minh thì coi được không? Đó. Được, đấy. Rồi thôi thầy thích tên này nó ngắn hơn tí ha. Đó, ví dụ đây là Phan Quốc Việt chấm Hồ Chí Minh. Đó. Đó, bạn đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Rồi a@gmail.com nha. Rồi như vậy mình phải hài lòng với cái địa chỉ mail của mình cả đã nha. Đó, đây là địa chỉ mail của mình sau này đó nha các bạn. Rồi mật khẩu ha. Rồi các bạn nghĩ ra một cái tên ha. Đó. Rồi, xác nhận là các bạn đánh lại một lần nữa. Và các bạn nhớ là hai lần này là phải khớp với nhau nha các bạn. Ở đây có gợi ý nè, đó, sử dụng 8 ký tự trở lên là kết hợp chữ cái, ha, chữ số ha, chữ hoa, ha, biểu tượng vân vân. Đấy. Rồi, hai lần đánh đúng nhau. Và đến đây này dừng lại nè, các bạn phải ghi nhớ, các bạn có thể là ghi nhớ cái này trước để quên nè ha, địa chỉ mail về mật khẩu là về nha. Đó. Rồi, ở đây nó yêu cầu cái số điện thoại ha. Đó, lời khuyên là các bạn hãy cho cái số điện thoại của mình. Còn nếu như học sinh còn nhỏ tuổi không có thì nhờ số điện thoại của ba mẹ. Nhớ là lúc đó là ba mẹ phải có kế bên nha. Tại vì khi mình nhập số điện thoại vào á, thì nó sẽ nhắn một cái tin nhắn ha. Đến cái số điện thoại đó để mình đánh vào để xác minh đó nha. Các bạn nhớ nha. Đó, rồi, thì ví dụ thì đánh cái số điện thoại của thầy vào. Rồi, tiếp theo ha. Các bạn nhớ là cái cờ Việt Nam nha. Rồi, thì lúc đó nó sẽ gửi một cái tin nhắn đến số cái số điện thoại của mình đó, thì các bạn sẽ gõ vào y chang vậy nha. Rồi, các bạn nhớ là Google nó sẽ gửi một cái tin nhắn gồm có 6 con số, thì các bạn quan sát kỹ và các bạn đúng vô nha. Rồi, các bạn nhấn xác minh. Rồi, đến đây thì nó hỏi chúng ta là địa chỉ email khôi phục, có nghĩa là nếu các bạn có một cái tài khoản email khác, Gmail khác các bạn có thể nhập vô. Cái này không bắt buộc thì mình không khai báo cũng được. Rồi, ngày sinh các bạn ngày nào, tháng nào các bạn cho vô. À, lưu ý là các bạn cho đúng sự thật hay không đúng sự thật vẫn được, không sao hết. Nhưng mà để đỡ mất công thì cho đúng ngày ngày tháng năm sự thật đi. Cái năm ấy các bạn nhớ là cái năm này á là bạn có thể khai không đúng sự thật. À, sinh viên thì dễ rồi, nói chung là đủ 18 tuổi trở lên là hay nhất ha, để đỡ rắc rối. Còn nếu học sinh mới có 10 tuổi, 9 tuổi, 12 tuổi gì đó, thôi thì bây giờ chúng ta khai là 2002 đi. Đó, cho nó đủ 18 tuổi trở lên nha, cho nó chắc chắn nha các bạn. Tại dưới 18 tuổi là không đủ, rồi nó công yêu cầu giám hộ nó mệt lắm ha. Rồi, giới tính, chúng ta chọn là nếu mình nam hay nữ gì đấy thì mình chọn vào. Được chưa? Nhớ chỗ này giùm thầy nha. Rồi, tiếp. Rồi, xong rồi. Ở đây thì nó hỏi là sử dụng
số điện thoại của bạn theo nhiều cách gì đấy ha. Rồi mình muốn, nếu mình không thích thì mình chọn bỏ qua cũng được ha, hay là tôi đồng ý ha, tùy các bạn nha. Rồi mình làm sự thật mà có gì đâu phải ấy ha. Rồi quyền riêng tư các bạn cũng đọc qua một chút xíu, rồi sau đó các bạn nhấn là tôi đồng ý. Rồi các bạn chờ chút để Gmail nó lốp lên ha, nó nạp lên cho các bạn thấy. Rồi đến đây là khẳng định là thành công rồi các bạn ha. Đó thì đến bước này nè là chúc mừng bạn đã tạo thành công một cái địa chỉ Gmail ha. Thì công việc của các bạn là gì, hãy lấy tập bút ghi lại. Đây đó, ví dụ như của thầy làm ví dụ đây là Phan Quốc Việt chấm Hồ Chí Minh a gmail.com. Mật khẩu mình mới đánh là cái gì đó thì phải nhớ ghi lại liền, tại mới đánh mà ghi lại liền, tại lời khuyên thầy ghi ngay đó, ghi vào sổ của mình đi ha, và mình chỉ là giữ không cho người khác biết cái mật khẩu thôi nhé. Đó còn nếu mà bạn có điện thoại thì các bạn nốt vào điện thoại cũng được nha, miễn sao mình nhớ chứ để rồi hôm nay làm ngày mai quên là mất công nhé. Đó rồi đến đây thì khẳng định là các bạn đã thành công cái việc tạo mail rồi đó ha. Đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng được cái Gmail của mình, ví dụ các bạn muốn soạn thư, gửi thư cho ai đó vân vân đúng không, là chúng ta vào soạn thư rồi chúng ta viết thư nhé. Thì cái phần sử dụng và chi tiết Gmail thì thầy sẽ làm một cái video tiếp theo nữa nha, bây giờ thầy dừng ở đây để các bạn làm theo cho nó nhanh chóng ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hãy like video ủng hộ thầy nha. Rồi chúc các bạn học tập thật là tốt nha, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.